Chào các bạn, hôm nay mình ở trong một cái background mới và có thể thấy là không khí Giáng sinh đã trang về rồi. Cho nên là mình cũng sẽ vì cái việc là thay đổi vị trí phong thủy này mà mình sẽ đem đến cho các bạn một cái sản phẩm cũng mới không hề kém. Như các bạn cũng thấy là trên bàn của mình đang là chiếc điện thoại Oppo R17 Pro. Oppo R17 Pro. Cái tên đọc nó cũng hơi bị lẹo lưỡi một chút xíu, nãy giờ mình cứ phải đọc nhá đi nhá lại để làm sao đọc đúng tên của nó. Và lúc mà nó ra mắt, lúc mà rò rỉ những thông tin đó là chiếc điện thoại này sẽ có giá là 17 triệu. Cái lúc đó mình đặt câu hỏi ngay trong đầu là trời ơi, 17 triệu bây giờ nó có cái gì mà nó tới 17 triệu đây? Và mình rất là mong chờ để có thể gặp em nó, để có thể chiêm ngưỡng và khám phá xem là trong cái chiếc hộp này sẽ có cái gì mà lên đến 17 triệu. Và đừng quên nữa các bạn ơi, nếu như mà sau khi xem xong cái clip này mà các bạn cảm thấy là bị ấn tượng và phải lòng nó rồi thì các bạn hãy đến với Bạch Long Mobile đi. Tại vì ngày 8 tháng 12 này thì sẽ có chương trình flash sale và các bạn sẽ không phải bỏ ra 17 triệu để sở hữu nó đâu, mà chỉ có 14 triệu mà thôi, hơn 14 triệu một chút xíu. Thôi bây giờ sẽ không nói dông nói dài nữa mà chúng ta sẽ cùng nhau đi mở hộp chiếc điện thoại này nhé. Và có lẽ là bây giờ các bạn cũng thấy rõ hơn cái chiếc hộp của chúng ta rồi. Nói chung là nhìn về cái thiết kế của chiếc hộp thì nhìn nó khá là chắc chắn, cái hiệu ứng chuyển màu này rất là đẹp. Nói chung là nhìn xem qua thì có vẻ là 17 triệu với cái chiếc hộp này nó cũng hơi đáng giá chút xíu rồi đấy. Thôi bây giờ không nói dông dài nữa mà chúng ta sẽ mở cái chiếc hộp này ra nha. Thì mình thấy là cái vị trí mở của nó cũng khá là thuận tiện. Đây, nó sẽ có một cái dây để các bạn kéo ra như thế này. Mình cũng hơi run á, tại vì nó 17 triệu lận cho nên là cũng phải nhẹ nhàng chút xíu. Và đây chính là nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay. Wow, cái hiệu ứng mặt lưng khá là đẹp đúng không các bạn? Thôi tí nữa chúng ta sẽ nói sâu hơn chi tiết về nó. Bây giờ chúng ta sẽ xem là bên trong nó sẽ có những cái phụ kiện gì. Một cái ốp, nhưng mà cái ốp này rất là đặc biệt bởi vì nó không phải là trong mà là ốp màu xanh. Không biết tại sao lại là màu xanh như vậy nhỉ? Nhưng mình nghĩ là màu xanh này thì nó sẽ hợp với cái mặt lưng hơn. Bên trong đây thì sẽ có cái sổ hướng dẫn. Mà thôi, cái sổ này chúng ta chẳng bao giờ dùng tới, và một cái que chọc sim. Và tiếp đến là tai nghe, và có lẽ là cái cổng của nó sẽ là cổng tai C. Và đây là cáp sạc, cũng là USB tai C luôn. Củ sạc Super VOC. Có thể nói đây là cái củ sạc hiện tại là nhanh nhất ở thị trường Việt Nam, bởi vì nó lên tới con số là 50W. Rồi, thôi bây giờ chúng ta sẽ đi khám phá nhân vật chính của chúng ta nhé. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đi đến nhân vật chính của ngày hôm nay là chiếc điện thoại Oppo R17 Pro. Và cái điều mà Trinh ấn tượng nhất ở trên chiếc điện thoại này đó chính là mặt lưng của nó. Thì nó sẽ có cái màu tím sương đêm như thế này. Sử dụng lớp chất liệu là cơm tụ ánh sáng cho nên là cho phép ánh sáng chảy trên mặt lưng và tạo hiệu ứng chuyển sắc tỏa ra bốn hướng thành một cái hình chữ S như thế này. Nếu mà các bạn thấy kỹ thì các bạn sẽ thấy là nó có một cái khuôn viền chữ S ở giữa cái mặt lưng của nó. Và một cái điểm đặc biệt mình phát hiện ra ở trên chiếc điện thoại này đó chính là cái mặt lưng của nó. Mặc dù làm bằng kính nhưng mà nó sẽ có một cái lớp nhám phủ lên. Chính vì vậy thì nó sẽ không xảy ra cái tình trạng là bị ám mồ hôi hoặc là vân tay. Như các bạn cũng thấy đó, nói chung là nó cũng hơi ám đó các bạn, nhưng mà nó giảm thiểu tối đa luôn ấy. Kiểu như là nhìn kỹ thì mới thấy thôi chứ nó không có bị ám nhiều những chiếc điện thoại khác. Bên cạnh đó thì một cái điểm đặc biệt ở trên mặt lưng đó chính là cụm 3 camera. Nếu mà các bạn để ý kỹ đây, mình sẽ xoay cho các bạn thì các bạn sẽ thấy là nó có một cái hiệu ứng di chuyển, dịch chuyển như thế này nè. Mình không biết gọi nó là cái gì nhưng mà nó có phát quang ấy, nhìn nó rất là sang trọng. Tuy nhiên thì cái cụm 3 camera này thì nó lại thiết kế rất là lồi. Theo mình thấy là nó cực kỳ lồi luôn chứ không phải là rất, chứ không phải là lồi bình thường nữa. Cho nên là mình nghĩ là các bạn xài cái chiếc điện thoại này cần phải sử dụng ốp, nếu không thì nó sẽ bị chảy camera. Nhưng mà nếu như mình dùng ốp rồi thì nó sẽ không còn cái thiết kế đẹp phía sau nữa. Nói chung là cũng hơi bị khó hiểu ha. Về cái phần mặt lưng thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ được bo cong tròn ở các phần cạnh, cho nên là cho cái cảm giác cầm rất là dễ chịu và thoải mái. Nó sẽ không bị cấn tay ở những cái góc cạnh khi mà các bạn cầm chiếc điện thoại của mình. Và cuối cùng ở cái phần thiết kế này thì các bạn sẽ thấy cái cạnh viền của nó có những cái nút như là phím tăng giảm âm lượng nè, rồi phím nút nguồn. Thì nó được thiết kế ở một cái vị trí mình cảm thấy khá là lý tưởng. Nó không quá cao cũng không quá thấp, có nghĩa là nó khá là vừa vặn. Khi các bạn đặt tay vào thì các bạn sẽ rất là dễ dàng để thao tác. Bên cạnh đó thì Oppo cũng rất là
chăm chút trong cái màu sắc, có nghĩa là ở bên phải là nút nguồn thì nó sẽ có màu tím trùng với cái mặt lưng của nó. Còn bên trái có cái nút âm lượng thì sẽ được sơn màu xanh thì nó cũng sẽ trùng với cái màu mặt lưng của nó, cho nên là tạo cảm giác rất là liền mạch. Cái điện thoại nó không có bị cảm giác là nó bị lạc lõng giữa rất là nhiều màu sắc ấy. Nhìn nó rất là liền mạch và trông rất là sang trọng. Và điểm cuối cùng thì như các bạn cũng thấy là ở mặt sau chúng ta sẽ không có cảm biến vân tay và ở cạnh thì không có. Vậy thì cái cảm biến vân tay của chúng ta trên chiếc điện thoại này nó sẽ nằm ở trên màn hình luôn. Như các bạn cũng thấy đây là cảm biến vân tay và mình chỉ cần đặt tay vào màn hình là có thể mở khóa luôn rồi. Còn về phần màn hình thì màn hình của nó sẽ là Full HD Plus với cái kích thước là 6.4 inch 19:9 và thiết kế giọt nước giống như là đàn anh Oppo F9 vậy. Và cái màn hình, cái viền màn hình của nó sẽ rất là mỏng như thế này đây. Như vậy thì các bạn sẽ có cảm giác là chúng ta trải nghiệm cái full màn hình nó tốt hơn rất là nhiều. Cộng thêm đó là cái tỷ lệ màn hình 91.5% so với cái thân máy. Cho nên mình cảm thấy là về cái phần màn hình của chiếc điện thoại này thì không có gì để chê trách cả. Bên cạnh đó thì mình được biết là cái tấm nền AMOLED được tích hợp trong cái chiếc điện thoại này thì chắc chắn là về cái phần màn hình sẽ cho người dùng cái cảm nhận tốt hơn và chắc chắn sẽ không khiến các bạn cảm thấy thất vọng khi mà sử dụng chiếc điện thoại này về cái phần màn hình. Tuy nhiên về cái chi tiết của nó thì có lẽ là VChannel sẽ gửi đến các bạn trong một cái bài đánh giá chi tiết khi mà chúng mình có cái thời gian trải nghiệm cái chiếc điện thoại này lâu hơn để có thể gửi đến các bạn những cái thông tin nó chính xác hơn nhé. Nói đến camera của Oppo thì chắc chắn phải nói đến là selfie với con số rất là ấn tượng là 25 megapixel tích hợp nhiều chế độ, và trước giờ thì cái selfie của Oppo chưa bao giờ làm người dùng thất vọng, nên là chúng ta về cái phần này sẽ chẳng có gì phải bàn cãi cả. Đến với cụm 3 camera phía sau cũng là những con số rất là ấn tượng, 20 megapixel là 12 megapixel và cảm biến thứ 3 là loại 3D stereo dùng để cải thiện chất lượng hình ảnh, nâng cao độ chi tiết. Ngoài ra thì chúng ta có thể điều chỉnh tự động khổ độ với mức dao động từ f1.5 cho đến f2.4 thay vì phải chỉnh bằng tay như là trên chiếc điện thoại S9 của Samsung. Cuối cùng là về phần cấu hình, cái phần mà có lẽ là rất là nhiều bạn nam chúng ta sẽ quan tâm. Thì chiếc điện thoại này sẽ sử dụng Snapdragon 710, cùng với đó là dung lượng RAM là 8GB RAM và bộ nhớ 128GB ROM. Có thể thấy là chip mạnh nhưng cũng không có gì gọi là quá ấn tượng khi mà trước đó chiếc điện thoại Xiaomi Mi 8 SE, một cái chiếc điện thoại ở phân khúc giá tầm trung nhưng mà là chiếc điện thoại đầu tiên chạy Snapdragon 710. Cho nên là có thể thấy là về cái phần cấu hình này có lẽ không phải là một điểm mạnh của Oppo R17 Pro. Cuối cùng là về phần pin thì chiếc điện thoại này sẽ có dung lượng 3700mAh. Cái dung lượng này sẽ không có gì gọi là nổi trội và nó chỉ phục vụ ở mức là sử dụng trung bình mà thôi. Tuy nhiên thì nó có cái hỗ trợ sạc nhanh Super VOC, và cái này thì các bạn có thể sạc được đầy chiếc điện thoại của mình chỉ trong 35 phút. Nhưng mà mình cảm thấy là với một cái chiếc điện thoại ở mức giá này, giá như mà nó có thể có cái dung lượng pin cao hơn cho người dùng có trải nghiệm một ngày dài á, thì mình nghĩ sẽ là một cái điểm hoàn hảo ở cái sản phẩm này. Ok, vậy là vừa rồi chúng ta đã cùng nhau đi khám phá sơ bộ về cái chiếc điện thoại này rồi. Và những cái bài đánh giá chi tiết thì có lẽ là VChannel sẽ gửi đến các bạn trong những cái clip sau. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp các bạn trong những cái clip lần sau. À quên nữa, các bạn ơi, các bạn đừng quên, nếu như các bạn đã thích chiếc điện thoại này rồi thì hãy đến với Bạch Long Mobile. Và ngày 8 tháng 12 này chúng ta sẽ có một cái chương trình là giảm giá flash sale, giảm giá chỉ còn hơn 14 triệu mà thôi. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp các bạn nhé.